Đó, cái cây này trước mặt em nên cho cô chú anh chị mình xem luôn rồi chúng ta bà quẹt như cái trời. Đây, nè hoa bên tướng nè, bông chùm hết cô chú anh chị mà cánh cũng khá là ok luôn ha. Đối với giảo riêng cả nhà thì mặt hoa như thế này là chuẩn nha. Rồi tướng ơi, bây giờ mình bắt đầu vô khu này nè. Nha. Rồi, này là mình có bao nhiêu cây ạ? 80 không? 80 cây, 80 cây cả nhà. Rồi, hay tán là ngang, tán ngang của nó là 1,4 m cho tới 1,6 m, mét tư mét chiều cao là 1,6 m tới 2 m. luôn lại giao lưu với cô chú anh chị mình nè. Củ đế có luôn á, hàng này hàng củ đế nè. Rồi nè, quá trời cái củ đế luôn, cái già cây ha, tròn vo luôn. Cây này có hồng số luôn ha, hoành là 28, ngang là 1m8, cao là 2m5. Dạ em kính chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha cả nhà. Dạ rồi, ngày hôm nay thì em đang có mặt tại vườn mai của Tuấn rồi cô chú. Hôm nay bên vườn có giao lưu với mình một số cái mặt hàng mai, cụ thể là mai giảo riêng thần dậu dây Tết nha cả nhà, số lượng lớn luôn ha. Mong cô chú anh chị mình xem clip thấy được thì cô chú mình có thể ủng hộ cho Tuấn nha. Rồi chào Tuấn luôn nha. Dạ, chào tất cả mọi người đang xem kênh của Lê Thảo. Hôm nay em giao lưu với tất cả mọi người mai chậu sáo hoành từ 24 tới 27. Là mình số lượng là mình có bao nhiêu cây Tuấn? Số lượng của mình là 80 cây. Rồi. Giao lưu với cả nhà là 1,2 triệu một cây. Rồi, 1,2 triệu cây ha. Thì cả nhà sẵn có hoa gió cái cây này trước mặt em nên cho cô chú anh chị mình xem luôn rồi chúng ta bà quẹt như cái trời. Đây, nè hoa bên Tuấn nè, bông chùm hết cô chú anh chị mà cánh cũng khá là ok luôn ha. Đối với giảo riêng cả nhà thì mặt hoa như thế này là chuẩn nha. Rồi, Tuấn ơi, bây giờ mình bắt đầu vô khu này nè. Nha. Rồi, này là mình có bao nhiêu cây ạ? 80 không? 80 cây, 80 cây cả nhà. Rồi hay là tán ngang của nó là 1,4 m cho tới 1,6 m, mét tư mét chiều cao là 1,6 m tới 2 m. sáu. Rồi giờ coi cái nụ nha, nụ nó cũng ổn lắm nha cả nhà. Nè nụ lên rất là ok nha cô chú anh chị. Đây rồi, để đi vòng sơ sơ cả nhà mình coi nha. Cái hoành em thấy nó cũng khá to nha. Nè cái hoành này mình đã trung bình thử cho Tấn coi được nhiêu nha. Cái này đại, lô này gọn gọn cả nhà ơi, Hoành 28. 28 hoành luôn mà có 1,2 triệu nha cả nhà, solo hết cô chú anh chị. Này nằm ở chậu sáo luôn nha. Nè, cái form tàn đẹp là cô chú mình coi ha, gốc nó nở vô cùng nha cả nhà. Cây này nó lên da me luôn nè, đây cốt thì cứng nè. Cái này là Tấn là gì, thuộc là dạng đôn sát cả nhà, đôn sát nên cây nó cứng nhắc à. Cây cứng như vậy thì cô chú anh chị mình lấy lá ra rồi cái tàn nó còn y xì nha cô chú anh chị, nó không có bị mất mát gì nhiều ha. Thường thường mấy cây tàn bự mà thả tàn thì lấy lá ra nó lộng cộng lắm cô chú anh chị, nó còn dạng nhỏ nhỏ tớp lại, nhưng mà cũng tùy theo ý thích của chúng mình ha. Này cũng nằm trong cái lô đó luôn không Tức? Đây nè, Dạ đúng rồi. giờ xuống luôn ha, đẹp nha cô chú. Thấy nó cứng cây nè, thứ nhất cứng cây nè, thứ hai là hoành nó cũng khá to đó. Thứ ba là nụ nó cũng ổn nè. Cái này mình bán tại vườn hay sao Tức? Dạ bán tại vườn chị. Rồi bán tại vườn nha cả nhà. Nè, cây như thế này là cô chú chị mình coi nè, là 1,2 triệu một cây nha, số lượng vườn có 80 cây cô chú. Cây bông gió. Ôi, thấy không bự vậy hả? Này cả nhà, y như cái bông đại lộc luôn á, cái này nó thêm vài cánh nữa là y như cái bông đại lộc luôn. Cây này lá ngộ như lá gai vậy trời. Cái lô này là ổn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình mua đi bán lại thì mình có thể xuống trực tiếp vườn ha, mình tham quan cái mấy cây này nha. Đảm bảo với cả nhà mình là chi cành nó cứng dữ dằn luôn ha. Và cốt cành thì ok luôn. Này cái phom tàn em quay cả nhà mình xem ha. Để em đếm thu nhỏ màn hình lại quay cho cô chú anh chị mình coi tổng thể cả nha. Này là có 0,6 à, em thu nhỏ là như cả nhà. Đó, cây ha, tàn đều nguyên một khuôn như thế này ha. Rồi. Bên đây đúng không Tức? Dạ đúng rồi. Rồi, đây là cả nhà. Nụ ha, này nó lên quá trời luôn. Trời con thân nó đi ra luôn cô chú nha. Chắc mình đo thêm một cây nữa em Tức ơi. Đo cái dạng giống như là mỏng cái nữa đi. Lâu lâu đo một cái thử cái đó nó đều cái nào ha. Nói chung cây bao cả nhà mình của chúng mình yên tâm nha. Mình thấy cái lô này nó gọn hơn cả nhà, đẹp. Hoành 26. 26 hoành. Hồi nãy 28 giờ 26 nha. Cái này đo ngẫu nhiên nha cả nhà. Phơm tàn đẹp nè. Mày chắc chiều cao chắc nó cỡ 1 mét 1 mét 4 trở lên ha. Mét 4 đến 1 mét 6 trở lên. 1 mét 6 trở lên. Rồi. Tính cỡ 1 mét 6 trở lên nha cả nhà. Rồi em đi từng luống vậy của chú anh chị mình coi nha. Tại vườn để ngăn nắp lắm cả nhà. Nó có luống vậy mình dễ coi lắm. Nó đều cây ha cô chú anh chị. Rồi. Là xuống đây nữa là hết luôn, nãy giờ em quay về cô chú anh chị mình coi ha, đâu có cây nào tệ đâu.
dài xuống luôn nha. À, 80 cây này là mình lấy nha, mình có cho bỏ lại không Đức? Dạ có cho. Ừ, có cho bỏ lại nha. Rồi cô chú ơi, cho bỏ lại thì cô chú mình thương lượng với anh vườn nha. Trời ơi, cái bông nè, vừa chản luôn á. Bỏ lại thì tầm khoảng chừng vài cây nào mới yếu bỏ lại hết cô chú. Còn như mình lấy giùm vườn ha. Đây, à, ok nha. Có mấy cái này nè, mặt hoa nó tròn mà nó cũng cúp xuống như cả nhà. Hoa đẹp nha. Rồi đó, em đi tới đây là hết giải luôn cô chú anh chị, là cho mình coi hết luôn. Tại vì cái lô này gọn á, thường em vô mấy vườn kia 500-700 gốc cô chú anh chị thì nó nhiều quá nó không đi xiết á. Còn này nó gọn nè nên mình dễ coi lắm luôn nha. Nè, nút nụ nè. Quá trời vàng nụ luôn. Rồi. Đi vòng lại một cái nữa là hết ra nguyên lô nha cả nhà. Nói chung là lô này em thấy tàn cứng nè, hoành to ha và form cũng rất là ok luôn. Đây là bên vườn là chỉ đâu cần nói nhiều đâu cả nhà, thấy form tàn cây là biết nha. Giờ dẫn cả nhà mình đi tham quan thôi. Rồi. Rồi anh Tuấn ơi, nhắc lại cái lô này ha. Yeah. Cái thông số chiều cao kích thước luôn nha. Rồi mình kết luôn nè. Hoành gốc là từ 24 cho tới 27, Ừ. chiều ngang của nó là 1m4 cho tới 1m6, chiều cao của nó là từ 1m6 tới đổ lên. Rồi, chiều cao 1m6 đổ lên. Quá ok hết cả nhà. Đây, 1,2 triệu cây thôi cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình qua cái tiếp theo. Hồi nãy hai mình vừa có chuẩn bị vài cái mã số cả nhà. Mai lớn nha, hàng có củ đế để giao lưu với cả nhà mình nha. Rồi bây giờ thì em xin phép chuyển qua mã số cả nhà. Nhà ơi, bây giờ lên mã số nha. Rồi một cái cây này chậu mấy anh Tức? Chậu sáo à? Chậu 6 nhưng mà là form này nó dữ dằn ha. Cho biết là vườn cái này là vườn chưng hồi năm rồi á cô chú anh chị ơi. Hôm nay nuôi lại giao lưu với cô chú anh chị mình nè. Củ đế có luôn á. Hàng này hàng củ đế nè. Rồi. Quá trời cái củ đế luôn, nó già cây ha. Tròn vo luôn. Cây này có hồng số luôn ha. Hoành là 28. Ngang là 1m8, cao là 2m5. Rồi, cái này giao lưu sao chứ? À, giao lưu với cả nhà là 3 triệu một cây. Rồi, cây này 3 triệu ha, là bao ship khu vực nào nè? À, từ Nha Trang đổ về miền Tây. Ừ, từ Nha Trang đổ về người ta. Tính đi vô đó đứng cho cô chú mình coi cây ha. Ồ, nó bự lắm cả nhà. Cây này là siêu to luôn đó nè. Cái tàn khủng khiếp không? Mà cái đế nó đẹp nữa nha cô chú. Hàng này là hàng cũ đế đẹp cho mình luôn ha. Đây, còn lại cái đế cả nhà. Hoành tới 28 nha cả nhà. Hoành là khá là to luôn á. Rồi, cái đáng lẽ cái cây này vô chậu 7 được nè. Nhưng mà là ép chậu để chậu 6 thôi ha. Lúc độ thì ổn như ở nhà mình luôn. Rồi, qua mã số kế tiếp nào. À, cái này mã số 2. Số 2. Hàng cũ đế luôn ha. Có cần cứ nhắc nha cả nhà. À, cái cũ bự chảnh cái cũ luôn. Quá trời cũ, cái cũ là nó tới 42 lận nha. Rồi để đi vòng cả nhà mình coi nha. Hồi nãy cây nãy là cái cũ nó tới 45 cả nhà. Bên đây nó có cái mặt bên đây cả nha. Đây, thấy rồi nè. Nó giống như là con ốc vậy cả nhà. Thì cô chú anh chị mình chà ra nha. Chà ra cái nó nổi lên nè. Chà cây vô cùng luôn ha. Rồi, mình đọc dùm những cái thông số đó. Hoành 26, Ừ. ngang 1m8, cao 2m6. Ngang 1m8, cao 2m6. Khá là to cả nhà nè. Chú mình coi cây ha, quá tí luôn. Ở cây này mình giao lưu xanh đúng không? Giao lưu cũng là 3 củ. 3 triệu bao ship. Đây cây này đẹp nha cô chú. Ai thích cái hàng cũ đế thì mình có thể ưu tiên chọn cây này nha. Form tàn ổn nha cả nhà. Form tàn dữ dằn luôn ha. Hàng này thì vườn có chân rồi cả nhà ơi. Nên là mình yên tâm về cái mặt bông ấy, cũng khá là ổn luôn. Rồi kế đến luôn. À, cái đến là cây này mã số 3 nè. Số 3. Rồi đây là cây này số 3 nè cô chú chị. Hoành 24, Ừ. ngang 1m8, cao 2m3. Cao hai mét hộ cái bông đẹp ha. Hàng chị để chân này cả nhà. Thấy không? Bông đẹp dữ dằn. Nó đều bông luôn nha cô chú anh chị. Nè. Này có cái cũ nha, em đau họng ở cả nhà không giảm luôn nha, đó khó chịu. Nè, cái cũ rất là đẹp luôn, vành 24 nè, ngang 1m8, cao 2,3 nè, cái cũ của nó tới 40 nè cả nhà, cũ đặt tròn vo luôn ha. Cái này cô chú anh chị mình chơi Tết xong mình coi mình ghép lại giống hết cũng được nha cả nhà. Rồi anh Tuấn ơi, cái cây này giao luôn sao nè? Giao lưu với cả nhà cũng là 3 triệu. À, 3 triệu bao ship. Những cái cây này thì đẹp nha cả nhà, tại vì bông nó chuẩn lắm nên vườn có để lại chơi rồi ha. Cô chú mình tham khảo nha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo cây này mã số 4. Số 4. Hoành 24, ngang 1m4, Ừ. cao 2m2. Cao 2,2 m, hoành 24, ngang 2,4 m cả nhà ha. Nè, cao 2,4 m luôn nha. Cũ cũng có cũ luôn. Cao 2,2 m nè, cũ là 37 nè. Tại ngang 1,4 m. Cây này cũng ok lắm cô chú ha. Cô chú mình coi nè. Cũ đế quá trời luôn ha, form tàn ổn.
có mặt bông luôn nha. Mặt bông thì thấy nó đều ghê luôn á, nó chuẩn như cả nhà. Mặt bông đẹp y như giả Thủ Đức của mình luôn, mặc dù là giả riêng nhưng mà bông nó khá là chuẩn nha. Rồi cái này giao lưu sao tức À, giao lưu cái này giao lưu cả nhà là 2,7 triệu. à? 2,7 triệu bao ship ha. Cái này thì nó gọn hơn nha cả nhà. Rồi mình còn má nào đúng không Dạ hết rồi. Tấn? Rồi hết ha. Rồi cái này thì hôm nay là vườn anh Tấn có giao lưu một cái lô mai là chậu sáo nha cả nhà, giá 1,2 triệu cây ha. Rồi với lại là một cái số mã số là gồm có 4 mã số nha, thì giá là 3 triệu, từ 2 triệu 7 đến 3 triệu nha. Cô chú anh chị mình ưng ý cái mã nào thì mình có thể alo cho bên Vượng Tuấn nha. Còn mình chào khán giả luôn Tuấn ạ. Rồi, xin chào tất cả mọi người xem kênh của Lê Thảo. Rồi, em tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video kế đến của em nha.